Xin chào mọi người, lại là Trang đây. Thì quý vị đang lắng nghe bộ truyện Dị Văn Toàn Quyền được phát sóng trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới cho mọi người câu chuyện thứ 8 trong bộ truyện này. Câu chuyện này có tựa đề Cổ thuật dưỡng thú. Mời quý vị cùng theo dõi. Cầu Phượng Tê ở Thành Nam vốn chỉ là một cây cầu đá rất đỗi bình thường. Bình thường tới mức ban đầu ngay cả cái tên cũng không có. Nó nằm bên con lạch uốn lượn dọc đoạn đường đi bộ ở Thành Nam, yên tĩnh qua tháng năm. Thế nhưng không biết câu chuyện gắn với nó được truyền đi từ bao giờ, nói rằng đây là nơi Phượng Hoàng đáp xuống trú ẩn. Phượng Hoàng có tồn tại thật hay không còn là câu hỏi khó. Nhưng vì truyền thuyết này được kể lại và rất phổ biến ở vùng này, nên cây cầu đá bình thường cũng được đặt một cái tên dễ nghe hơn, cầu Phượng Tê. Cạnh cầu Phượng Tê có một khu chợ gọi là chợ Phượng Hoàng, một cái tên rất phù hợp với những câu chuyện được lưu truyền gần đây. Có lẽ được dính chút vía từ cầu Phượng Tê mà việc làm ăn của chợ ngày càng tấp nập. Vào những dịp mùng 5, 15 hay là 25 hàng tháng thì chợ lại càng thêm đông đúc. Người tới từ phương Nam đi phương Bắc, tiếng giao hàng từ những cửa tiệm nằm ở hai bên chợ, tiếng người trả giá hay cả những người vội vã vừa đi vừa ăn vừa mua, tất cả đều tạo nên bầu không khí bận rộn của chợ. Tất nhiên là cũng không tránh khỏi có người vào chợ nhưng mà không xem, bọn họ chỉ chen chúc vào đám đông rồi thuận tay thò vào túi tiền của người khác. Đến chợ Phượng Hoàng có mua, có bán, cũng có thể xem. Xem ở đây là chỉ khi đứng rồi nhìn về phía có những nhóm người tụ tập, thi thoảng bọn họ phát ra tiếng vỗ tay, rồi có người khen hay. Ấy chính là nơi mà các nghệ sĩ biểu diễn trò tạp kỹ, mong nhận được chút tiền thưởng từ những người vây xem. Còn việc biểu diễn có hay thật không, vậy thì chẳng có mấy ai so đo. Mọi người tới xem đa phần vì đông vui mà thôi. Nói tới mấy trò tạp kỹ này, thật ra cũng có chút đầu tư. Nó được chia làm hai loại chính là diễn văn và diễn võ. Hình ảnh mà khi nói tới diễn võ là kiểu đập vỡ hòn đá lớn được đặt trên ngực mà người dân thích xem nhất. Ở giữa sân, một người đàn ông vạm vỡ để trần đang nằm trên băng ghế. Trên ngực anh ta đặt một tấm đá lớn kiểu bia mộ. Sau khi chuẩn bị xong, đồng đội của anh ta dồn toàn lực hạ búa xuống. Chỉ nghe rầm một tiếng, vụn đá văng tùng tóe. Đám người xem không nhịn được mà cứng lưỡi kinh sợ. Dưới sự quan sát của quần chúng, người đàn ông kia nhảy lên, trên người không để lại một vết thương nhỏ nào, khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Cuối cùng là khâu đi đòi tiền thưởng, tiện thể là quảng cáo bằng miệng rồi bán chút rượu cao hổ. Tuy thứ này không có công hiệu như bọn họ nói, nhưng mùi vị cũng tạm, nói chung là uống vào không chết được. Còn về phần diễn văn, không khí sẽ trông văn nhã hơn trò ở trên nhiều. Những nghệ sĩ trong trò này đa phần sẽ mặc trường sam, trang phục gọn gàng, biểu diễn những trò tiểu xảo mà phần lớn sẽ có ảo thuật. Người biểu diễn sẽ biến một vật thành nhiều thứ đồ khác nhau. Mọi người vây xem đều biết là thủ thuật lừa người. Nhưng giữa ban ngày ban mặt như này, bọn họ có chừng mắt nhìn thì cũng không nhìn ra được thủ thuật trong đó như nào. Quả là khiến người ta phải thán phục mà vỗ tay tán thưởng. Trong số những nghệ sĩ này sẽ luôn có một số người được khán giả ưu ái nhờ khả năng diễn độc đáo, mà một trong số đó chính là Vương Thanh Hà, người được mệnh danh là người khỉ. Năm nay Vương Thanh Hà đã 47 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại như mới 30. Tất cả đều nhờ gương mặt non trẻ kia, mặt trắng nõn, không râu ria, mi cong, miệng cong, nhìn rất thích mắt. Hơn nữa anh ta còn được cái miệng lưỡi màu lẹ. Người ta thường bảo 3 phần tài, 7 phần hay, câu này được anh ta vận dụng rất nhuần nhuyễn. Thường trước khi mở màn, anh ta sẽ có những lời lẽ pha trò để mọi người được cười thật đã, nên nhân duyên sau đó cũng rất tốt. Nhưng nếu chỉ biết nói thì Vương Thanh Hà cũng chưa được xem là nổi bật. Thứ nổi bật hơn cả phải kể đến đó chính là con khỉ mà anh ta nuôi. Nói tới đây hẳn nhiều người sẽ nghĩ, thì ra Vương Thanh Hà cũng chỉ nuôi khỉ mà thôi, có gì đặc biệt đâu. Đừng nóng này,
nghe chuyện kể tiếp đã. Vương Thanh Hà chơi với khỉ không giống mọi người. Mặc dù loài khỉ thông minh, nhưng chung quy vẫn là loài khó thuần hóa. Vậy nên hầu như người diễn trò đều sẽ tay cầm dây xích, tay cầm roi ra, và lúc biểu diễn sẽ dọa chúng đôi ba cái để chỉnh đốn lại cách biểu diễn cho chúng. Những người này chỉ xứng được xếp vào hàng diễn bởi trong mắt bọn họ, khỉ chỉ là công cụ cho bọn họ kiếm tiền mà thôi. Còn Vương Thanh Hà thì khác. Trong mắt mọi người, Vương Thanh Hà là người rất yêu thương khỉ của mình. Nhiều năm biểu diễn như vậy, nhưng anh ta chưa từng dùng dây xích trói buộc khỉ của mình, chứ đừng nói tới đánh mắng. Trước mỗi màn diễn, Vương Thanh Hà đều sẽ chào mọi người, rồi cười nói: "Các vị khách tới từ bốn phương, tôi đây sinh ra vốn không thông minh, văn võ bất thành, vốn cũng không có nhiều kỹ năng biểu diễn cho lắm. May thay ông trời thương xót, đưa hầu huynh tới làm bạn, nên cũng không tính là cô độc. Nói tới hầu huynh, lai lịch đằng ấy cũng không nhỏ, tổ tông huynh ấy vốn là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tuy không có được bản lĩnh trừ yêu diệt ma của lão tổ mình, nhưng cũng có được vài phần đặc biệt. Dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng lại nghe hiểu được ngôn ngữ tứ phương." "Ồ, vị này không tin sao? Vậy thì trước tiên, mời hầu huynh ra diện kiến chư vị." Nói đoạn, Vương Thanh Hà quay đầu, khom lưng hướng về phía căn nhà gỗ cao tầm nửa người ở phía sau. "Hầu huynh, mời ra gặp mọi người một lần đi ạ." Anh ta vừa dứt lời thì một bóng dáng nhỏ bé liền ra khỏi căn nhà nhỏ. Mọi người nhìn kỹ thì ra đó là một con khỉ mặc áo gi lê đi ra. Con khỉ này đi qua đi lại, trông rất giống một đứa trẻ 3 tuổi. Gương mặt nó hiện rõ ra sự lười biếng. Nó dạo quanh một vòng, sau khi nhận được ánh mắt chú ý của mọi người, nó thản nhiên nằm phơi bụng ra giữa sân. Dù cho mọi người có hò hét như nào thì cũng không thèm động đậy. Lúc này Vương Thanh Hà mới tỏ vẻ khó xử với mọi người. "Chư vị, tính tình của hầu huynh nhà ta vốn kiêu ngạo, đây là huynh ấy đang trách sao mọi người không có vỗ tay nên dỗi đấy." Nghe vậy mọi người đều không nhịn được cười mà vỗ tay, muốn xem thử xem rốt cuộc con khỉ này có thể làm ra được những trò gì. Nói tới đây cũng thấy kỳ lạ. Tiếng vỗ tay vừa vang lên, con khỉ đã nâng hai chân rồi dùng lực bật người dậy. Vẻ mặt lười biếng lúc đầu đã được thay bằng nụ cười tươi rói. Hai hàng lông mày nó cong cong, còn không ngừng cúi chào mọi người. Động tác kia y hệt với ông chủ Vương Thanh Hà của nó. Mọi người thấy cảnh này thì hai mắt phát sáng, khen ngợi không thôi. Ngay sau đó, Vương Thanh Hà lại giới thiệu: "Chư vị, như hồi nãy tôi có nói qua, hầu huynh rất giỏi. Huynh ấy có thể nghe hiểu được ngôn ngữ tứ phương, bất kể là giọng Bắc Kinh, Tứ Xuyên hay Hồ Nam, Quảng Đông, Giang Tô, thì chỉ cần là mọi người nói chuyện, hầu huynh đều sẽ nghe hiểu được mà làm theo. Không biết là có ai muốn lên thử trước không ạ?" Nghe lời nói mang vẻ thần bí của Vương Thanh Hà, mọi người không khỏi chần chừ. Một lúc sau, có người trong đám đông lên tiếng: "Vậy đánh thử vài tiếng chiêng nghe thử đi." Người kia vừa nói xong thì đã thấy con khỉ xoay người vài vòng, sau đó đi tới bên cạnh thùng đồ. Nó lục tìm một hồi, rồi lấy ra chiếc chiêng đồng, quay đầu cười với mọi người xong, thì rất đủng đỉnh mà gõ lên vài tiếng. Suốt cả quá trình, Vương Thanh Hà chỉ đứng ở một bên nhìn mà không hề lên tiếng. Điều này khiến cho mọi người không khỏi thấy kỳ lạ. Con khỉ này nghe hiểu được tiếng người thật sao? Một màn này lập tức thu hút được sự tò mò của mọi người. Kết quả là những người hồi nãy còn chần chờ thì bây giờ đã nhao nhao lên muốn thử. Giọng địa phương từ khắp chốn vang lên, mà con khỉ dường như có thể hiểu được tất cả. Chỉ cần là yêu cầu không quá đáng thì nó đều có thể làm được. Quả là thần kỳ. Mà buồn cười là con khỉ này hình như hơi háo sắc. Chỉ cần trong nhóm người có nữ nhân xinh đẹp thì nó liền chạy tới, giáp vào người ta không rời, khiến mọi người được chàng cười to, cũng khiến cho những nữ nhân kia xấu hổ, đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng lại không khỏi vui vẻ. Và những lúc này, Vương Thanh Hà sẽ xen vào đôi ba câu, phối hợp với màn diễn của con khỉ, khiến cho mọi người cười không dứt. Màn diễn trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ, không chỉ khỉ mà cả người cũng đều mệt rã rời. Vương Thanh Hà lên tiếng nói với mọi người:
Các vị khán giả xem này, chúng ta gặp được nhau là do duyên. Hầu huynh nhà ta thì tính thích náo nhiệt, cũng thích được mang tới niềm vui cho mọi người. Chỉ là cuộc vui nào thì cũng phải tới hồi kết, sợ là mọi người đứng lâu đã thấm mệt rồi. Chúng ta uống nước nghỉ ngơi, rồi sau đó lại xem tiếp, mọi người thấy được không ạ? Lời nói của Vương Thanh Hà ẩn ý, con khỉ cũng tỏ vẻ mệt mỏi, nó bẻ tay, lắc lắc cổ chân trông rất đáng yêu. Mọi người ở đây nhìn thì cũng hiểu, đã đến lúc cho tiền thưởng, nên tranh nhau lấy tiền trong túi ra. Vương Thanh Hà lật ngửa chiêng đồng, mọi người đem bỏ tiền vào lòng chiêng, chả mấy chốc đã thấy chiêng đồng đầy ắp lên. Thu xong tiền thưởng, người vây xem cũng dần vơi bớt. Vương Thanh Hà tìm mái hiên để nghỉ ngơi, con khỉ kia cũng ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta. Nó cẩn thận gom tiền thưởng trong chiêng đồng lại, nhét vào túi tiền, rồi đưa cho Vương Thanh Hà. Lúc này Vương Thanh Hà tươi cười, vuốt đầu rồi phủi đi cỏ dại và bùn đất trên người cho nó, rồi lấy lương khô trong ngực ra, chia cho con khỉ một nửa. Vừa có chút danh tiếng thì đã có người nhắm tới. Mùng năm này, Vương Thanh Hà bận rộn cả ngày đến khi mệt mỏi quay về chỗ ở. Chưa kịp mở cửa thì đã có người đi ra từ hiên nhà. Không để cho Vương Thanh Hà kịp định thần, người kia đã xách dương đạo cụ cho anh ta rồi cười nói. Chú Vương, chú về rồi hả? Nặng vậy để cháu cầm đỡ cho ạ. Đến khi Vương Thanh Hà thấy rõ được gương mặt của người kia thì mới nhận ra đây là Hoàng Nhị Mao ở cách vách nhà mình. Hoàng Nhị Mao tầm 27-28 tuổi, người gã gầy tong teo, mặt không nổi hai lạng thịt. Gã có đôi mắt tam giác rành mãnh, lúc nào cũng đảo lìa lịa, nhìn là biết không phải loại tốt lành gì. Nhưng dù sao thì cũng là hàng xóm của nhau 10 năm. Khi cha mẹ Hoàng Nhị Mao còn sống, bọn họ rất tốt bụng. Vương Thanh Hà cũng từng được bọn họ giúp đỡ nhiều lần. Nên khi đối mặt với Hoàng Nhị Mao, anh ta không có phản cảm như người khác. Vương Thanh Hà gật đầu với gã. Vậy thì phiền cậu rồi, cậu cũng vào trong ngồi chút đi. Vâng ạ. Hoàng Nhị Mao đáp lại một tiếng, sau đó thò tay qua muốn chọc con khỉ trên vai Vương Thanh Hà. Thế nhưng gã mới đưa tay ra nửa chừng thì con khỉ đã giơ móng vuốt lên để lại vệt cào dài trên mu bàn tay Hoàng Nhị Mao. Sau đó nó còn nhếch miệng, trừng mắt nhìn gã như đang uy hiếp. Tam Nhi, đừng nghịch. Vương Thanh Hà vỗ đầu con khỉ. Lúc này Hầu Tam Nhi đang nóng này mới dần bình tĩnh lại. Tuy rằng con khỉ này có lý tính, thế nhưng động vật cũng chỉ là động vật mà thôi, không thể che giấu được cảm xúc. Nó tỏ vẻ chán ghét rõ ràng đối với Hoàng Nhị Mao. Hoàng Nhị Mao gượng gạo rụt tay về, gã chỉ thấy mù bàn tay nóng rát lên, đau không thốt nên lời. Tuy trong lòng gã đã mắng con súc sinh này cả trăm lần, nhưng gã không thể hiện ra mặt, ngược lại còn khuyên nhủ. Không sao, không sao, Tam Nhi chỉ hơi nghịch ngợm thôi ấy mà. Vương Thanh Hà lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Thế nhưng trong lòng lại không khỏi ngẫm nghĩ, Hoàng Tam Mao là kẻ không có việc cần nhờ vả thì sẽ không tìm đến. Hôm nay trông gã ân cần như vậy, chắc hẳn là lại muốn vay tiền rồi. Nói là vay, nhưng thật ra chả trông mong là gã có thể trả được. Chỉ là nghĩ tới cha mẹ đã qua đời từ 2 năm trước của gã, Vương Thanh Hà lại mềm lòng. Hơn nữa tuy tên này có hơi ăn hại một chút, nhưng chưa từng làm ra chuyện xấu với thôn xóm. Hơn nữa có gã ở đây thì mấy gã lưu manh khác trong Ngô Thành sẽ không dám hoành hành nữa, có thể bỏ qua được. Hầu Tam Nhi rất không thích Hoàng Nhị Mao. Vừa vào tới nhà là nó đã chạy đi, để lại hai người ngồi nói chuyện trong phòng khách. Vương Thanh Hà ngồi xuống, Hoàng Nhị Mao đã nhanh tay tới rót chén trà, rồi đặt xuống trước mặt anh ta. Này không khỏi làm cho Vương Thanh Hà hơi bất ngờ. Anh ta nhận lấy chén trà, sau đó hỏi, Nhị Mao, có phải dạo gần đây cậu đang gặp khó khăn gì không? Tùy chỗ chú không dư giả, nhưng ít nhiều vẫn có thể giúp đỡ được. Hoàng Nhị Mao cười nói, ấy chú nói gì vậy chứ? Cứ như ngoài chuyện vay tiền ra thì Hoàng Nhị Mao này sẽ không tới tìm chú vậy. Chú cứ thoải mái đi, lần này không phải tới vay tiền đâu ạ, cháu tới thăm chú thôi. Thoải mái được mới là lạ ấy. Trong lòng Vương Thanh Hà cười lạnh, thế nhưng không hỏi đến cùng, anh ta muốn xem thử rốt cuộc tên này có mục đích gì.
Vậy là hai người cứ uống trà như vậy, thì thoảng tán gẫu vài câu chuyện cũ, đa phần là nói về lúc cha mẹ Hoài Nhị Mao còn sống. Vẻ mặt gã ảm đạm nói: cha mẹ cháu cực khổ cả đời, còn chưa kịp hưởng phúc của con cháu thì đã phải đi rồi. Cũng tại cháu học hành không ra cái gì, không cho họ được một cuộc sống an nhàn. Nghe gã nói vậy, Vương Thanh Hà không khỏi thương cảm mà an ủi: đừng tự trách mình như vậy, cuộc sống sau này còn dài, chỉ cần cậu tìm được một công việc sinh nhai ổn định, sống tốt từng ngày thì hai người bọn họ ở trên trời cũng sẽ vui mừng thôi. Chú nói có lý. Thật ra hai năm nay cũng nhờ chú giúp đỡ, nếu không có chú thì Nhị Mào cháu đã sớm chết đói rồi. Thế nhưng mà cháu vẫn mãi không có tiến lên được. Chú cho cháu vay nhiều tiền như vậy nhưng cháu cũng không trả nổi. Thật sự là không còn mặt mũi nào mà gặp chú nữa. Hoài Nhị Mào nói giọng nghẹn ngào. Nghe gã nói vậy, lòng phòng bị của Vương Thanh Hà cũng dần biến mất. Anh ta vội tiếp lời: Nhị Mào, cậu đã gọi tôi một tiếng chú rồi thì việc giúp đỡ cậu là dĩ nhiên thôi. Hơn nữa lúc cha mẹ cậu còn sống cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau này đừng nói như vậy nữa, không là tôi giận đấy. Cảm ơn chú Vương. Thật ra thì không giấu giếm gì chú, lần này tôi tìm chú là cháu có việc muốn nhờ. Thì là... thôi bỏ đi, không nên làm phiền chú thì hơn. Thấy bộ dạng ấp úng này của Hoài Nhị Mao, Vương Thanh Hà nghĩ là do gã có điều khó nói nên cũng không nghĩ nhiều mà hỏi luôn: có chuyện gì khó nói sao? Yên tâm, có chú đây rồi. Thật ra... Hoài Nhị Mao trầm mặc hồi lâu rồi mới hạ quyết tâm lên tiếng: thật ra lần này tới là cháu muốn bái sư học nghệ. Bái sư? Vâng, cháu muốn học cách nuôi khỉ của chú. Như vậy thì cháu có thể tìm được việc làm, sau này cũng không lo này đầy mài đó nữa. Nói xong, Hoàng Nhị Mao quay sang nhìn trộm Vương Thanh Hà một cái, muốn dựa vào biểu cảm của anh ta để tìm được đáp án mà mình muốn. Chú thấy thế nào ạ? Cái này... Nhất thời Vương Thanh Hà không biết nên nói gì. Hồi nãy lỡ đồng ý với gã, nhưng không ngờ là Hoàng Nhị Mao lại đưa ra yêu cầu như vậy. Vương Thanh Hà trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoàng Nhị Mao rồi nghiêm túc nói: tôi hỏi cậu, tại sao có nhiều công việc như vậy mà lại nhất quyết theo tôi học nghệ? Đối diện với ánh mắt chất vấn của Vương Thanh Hà, trong lòng Hoàng Nhị Mao không khỏi thấp thỏm. Bình thường trông Vương Thanh Hà có vẻ ôn hòa dễ gần, thế nhưng khi anh ta nghiêm túc lên thì ngay cả hạng người như Hoài Nhị Mao cũng không nhịn được mà sợ hãi. Gã thành khẩn nói: chú cũng biết đấy, cháu thuộc kiểu tay không mang nổi đồ, vai không vác nổi vật. Nếu làm công việc chân tay thì sẽ chẳng trụ được bao lâu mất. Vậy nên cháu mới muốn theo chú học nuôi khỉ, thi thoảng ra ngoài biểu diễn dăm ba buổi để kiếm chút tiền chi tiêu. Cuộc sống cũng không phải lo lắng nhiều, hơn nữa công việc này cũng yên ổn, không phải lăn lộn cùng những loại người ất ơ kia, được làm việc đứng đắn chứ không cần đi lừa gạt ai nữa cả. Nói cách khác, mục đích của cậu học chỉ là để kiếm tiền. Vâng. Vương Thanh Hà nhắm mắt suy tư một hồi rồi khẳng định: vậy tôi không thể đồng ý với cậu được rồi. Sao vậy ạ? Không phải chú nuôi khỉ cũng là vì kiếm tiền sao? Hoài Nhị Mao nóng này. Vương Thanh Hà cười lắc đầu nhưng không trả lời câu hỏi của gã, chỉ chắp tay nói: nếu không còn chuyện gì khác, vậy thì tôi không tiễn cậu nữa. Đây rõ ràng là đang đuổi khách. Hoài Nhị Mao cố nén tức giận trong lòng, giả bộ tiếc nuối rồi thở dài, nói: vậy cháu không quấy rầy chú nữa. Nói đoạn, liền quay đầu đi ra. Nhìn bóng lưng của Hoàng Nhị Mao, Vương Thanh Hà không nhịn được cảm thán: ai cũng bảo rằng tôi nuôi khỉ là vì tiền, thế nhưng bọn họ đâu ngờ tới, ngược lại đâu, phải không Tàn Nhi? Anh ta vừa dứt lời thì một thân hình nhỏ nhắn từ góc phòng bước ra là Hầu Tam Nhi. Nó nhảy tới trước mặt Vương Thanh Hà, vỗ vỗ đầu gối rồi nhếch miệng cười với anh ta như đang thay lời an ủi. Sau khi ra khỏi nhà họ Vương, Hoàng Nhị Mao vẫn còn nuôi cơn tức trong lòng. Gã thô bỉ nhổ vài bãi nước bọt trước cửa lớn, lúc này mới thấy thoải mái hơn chút. Vừa đi gã vừa lầm bầm chửi rủa: mẹ nó,
Nếu không phải vì để học được món nghề đó, thì ông đây sẽ ăn no rừng mỡ mà tới tận cửa thế à? Giả bộ thanh cao cái gì chứ? Không phải chỉ là kẻ biết chơi với khỉ thôi sao? Năm đó nghèo túng, nếu không phải do cha mẹ ông đây giúp đỡ, thì lấy đầu giả chú của ngày hôm nay. Lúc này một tên đàn em đi tới gần, thấy sắc mặt của Hoàng Nhị Mao không vui, gã bèn cười hỏi. Nhị ca, mặt anh bị nướng lên hay sao mà trông đen như đít nồi vậy? Hoàng Nhị Mao trừng mắt nhìn người kia rồi nói. Cút, tâm trạng của tao đang không tốt đấy. Ấy, đừng như vậy mà, ai chọc giận anh vậy? Em giúp anh xử lý kẻ đó, xử lý tới khi nào anh thấy hài lòng mới thôi. Tên chạy vặt này dám nói vậy sao? Nhưng kể ra cũng có chút tác dụng. Tên này là Lỗ Tử, giống với Hoài Nhị Mao, là một kẻ ham ăn biếng làm. Thường tụ tập với một đám không ra gì, rồi chơi bời đàn điếm cả ngày, chuyên đi làm mấy chuyện ăn cắp vặt. Không kể tới nhà giàu, bọn chúng thường ăn hiếp những người dân ở tầng lớp dưới hơn. Hoài Nhị Mao rơi vào trầm tư, gã không muốn gây chuyện lớn gì, bởi dù sao cũng là hàng xóm của nhau. Ngẩng đầu thấy, cúi đầu gặp, vậy nên xua tay nói. Không có gì, ý tốt của cậu anh đây nhận rồi. Đi nào, anh em chúng ta đi hút thôi. Hút cũng được, nhưng... Lỗ Tử xấu hổ cười nói. Dạo này em đang viêm mạc túi, sợ là không đi cùng anh được rồi. Hoài Nhị Mao vỗ mạnh bả vai gã, cười mắng. Tên nhóc này, anh đây gọi cậu đi, thì tất nhiên sẽ không để cậu phải chi tiền rồi. Hình như trong nhà còn có cái bình hoa, ông già để lại lúc còn sống, cũng đủ để chúng ta vui vẻ một bữa. Người kia nghe vậy thì xoa tay cười nói. Hệ vậy thì tốt quá, hai ngày nay không được hút mà trong người em đã thấy không yên rồi. Để em đi cùng anh, em quen với tiệm cầm đồ này, có thể giúp anh bán được với giá hời. Từ lúc Hoàng Nhị Mao bái sư bất thành tới nay đã qua 20 ngày, cuộc sống của Vương Thanh Hà vẫn không có gì thay đổi. Mỗi ngày ngoài việc đi dạo ra thì anh ta dành nhiều thời gian để chơi với Hầu Tam Nhi. Còn Hoàng Nhị Mao, gã có vẻ không ghi thù vụ bái sư kia, vì thi thoảng gặp mặt nhau, gã vẫn rất lễ phép chào hỏi. Vương Thành Hà thì tự nhiên hỏi han, hai bên rất ăn ý mà không nhắc lại chuyện cũ nữa. Sau một quãng thời gian, Vương Thanh Hà cũng dần quên đi chuyện này. Sáng sớm hôm đó, Vương Thanh Hà chỉ vừa mở mắt, đang định chuẩn bị chút đồ ăn cho mình và Hầu Tam Nhi, thì ngoài cửa chuyển tới tiếng gõ cửa dồn dập. Anh ta mở cửa thì phát hiện Hoàng Nhị Mao với dáng vẻ lo lắng ở ngoài. Thấy cửa mở, gã vội kéo tay Vương Thanh Hà rồi nói, chú Vương, mau cứu nó với, để thêm chút nữa là nó không sống được mất. Nghe tới đây, Vương Thanh Hà mới để ý thấy một con khỉ lông xám đang nằm trong lòng Hoàng Nhị Mao. Vẻ mặt nó đau đớn, thân mình đầy máu, tứ chi co giật, xem ra là bị thương nặng. Vương Thanh Hà kinh hãi, vội nghiêng người cho Hoàng Nhị Mao đi vào. Mau ôm nó vào đây đã. Hoàng Nhị Mao gật đầu rồi tiến vào. Hai người đi thẳng tới phòng ngủ của Vương Thanh Hà. Sau khi đặt con khỉ lên giường, Vương Thanh Hà kiểm tra cẩn thận, thấy trên người nó phải có tới hơn chục vết thương. Tất cả đều là dấu vết bị cắn xé mà thành. Hẳn là nó bị chó săn cắn. Cũng may nó không bị thương những chỗ yếu điểm, nhưng vì mất máu quá nhiều nên hơi thở của nó rất mong manh, đã yếu tới mức không thể kêu thành tiếng được. Tam Nhi, mau lấy thuốc trị thương của ta ra đây. Vương Thanh Hà không hề quay đầu mà chỉ tự nhiên lên tiếng nhờ vả. Từ lúc Hoàng Nhị Mao bước vào, Hầu Tam Nhi đã chú ý tới, thấy đồng loại của mình bị thương như vậy. Nó không thỏi thấp thỏm lo âu mà ngồi ở đầu giường. Nghe thấy tiếng của chủ nhân, nó kêu lên hai tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này Hoàng Nhị Mao bê tới một chậu nước sạch, sau khi cẩn thận lau máu trên người khỉ lông xám. Tam Nhi cũng vừa hay mang thuốc tới. Băng bó xong, tình hình của con khỉ đã ổn hơn. Lúc này Vương Thanh Hà mới dám thở phào một hơi, lông mày nhíu chặt cũng dần giãn ra. Vừa ngẩng đầu lên, anh ta đã thấy Hoàng Nhị Mao đứng cạnh với vẻ mặt mệt mỏi cùng sự thân thiết khó giấu, nên vỗ vai an ủi. Không sao nữa rồi, nghỉ ngơi một thời gian là nó sẽ khỏe thôi. Không sao thì tốt quá rồi, hồi nãy làm cháu sợ muốn chết. Hoàng Nhị Mao lau mồ hôi trên trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vì không muốn quấy rầy khỉ lông xám nghỉ ngơi, hai người ra phòng khách trò chuyện. Vừa ngồi xuống, Vương Thanh Hà đã hỏi chuyện. Nhị Mao,
rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? À, là như vậy, tối qua cháu tới nhà bạn uống rượu, có thể là do uống quá chén nên sau khi nôn ra thì thấy hơi choáng, thế là đành nằm ngủ ở bên cạnh bờ sông. Tới sáng nay tỉnh dậy thì thấy ở gần chỗ cháu nằm cũng có vật gì đó, đến gần mới thấy là một con khỉ bị thương, thấy nó chỉ còn thoi thóp nên vội ôm về đây. Nói tới đây Hoàng Nhị Mao hơi ngập ngừng rồi cười gượng. Lúc đó cháu cũng vội vì muốn cứu nó, trong đầu chỉ nghĩ được tới chú, thành ra mới sáng sớm đã để chú phải gặp cảnh máu me này. Xin lỗi chú. Thì ra là vậy, cậu làm đúng nên không cần phải xin lỗi gì cả. Tuy trong lòng Vương Thanh Hà cảm thấy có điểm nào đấy không đúng lắm, nhưng nhìn vẻ mặt này của Hòa Nhị Mao thì cũng không nghĩ nhiều nữa. Anh ta thầm nghĩ, quả nhiên bản chất con người là tốt. Tuy Hòa Nhị Mao ăn chơi trác táng nhưng vẫn là người tốt, nếu không thì gã cũng không thể nào vì một con khỉ mà khiến mình chật vật như vậy. Quãng thời gian sau đó, khỉ lông xám được Vương Thanh Hà điều trị nên vết thương dần lành. Hoàng Nhị Mao cũng hay tới thăm nó, còn mang theo các loại trái cây sấy cho khỉ lông xám và Hầu Tam Nhi cùng ăn. Có lẽ là nhờ duyên lần này, ấn tượng của Vương Thanh Hà về Hoàng Nhị Mao đã chuyển từ tên ham ăn biếng làm sang một người tình cảm. Ngay cả Tam Nhi cũng không còn chống đối gã như trước nữa. Về phần con khỉ lông xám, nó rất thông minh, tựa như biết được Hoàng Nhị Mao là ân nhân cứu mạng mình, nên mỗi lần thấy Hoàng Nhị Mao, nó đều rất vui vẻ. Tuy vết thương chưa lành hẳn, nhưng nó luôn theo chân Hoàng Nhị Mao. Người ngoài nhìn vào còn thấy nó thân với Hoàng Nhị Mao hơn là thân với đồng loại Tam Nhi của nó. Thấy khỉ lông xám đang hồi phục, Vương Thanh Hà lại bắt đầu lo cho tương lai của nó. Trong lòng đã có sẵn vài suy tính. Hôm đó anh ta gọi Hoàng Nhị Mao tới nhà rồi hỏi: Nhị Mao, mấy hôm nữa là vết thương của lông xám khỏi hẳn rồi, sau này cậu tính như nào? Hoàng Nhị Mao hơi sửng sốt nhưng rồi cũng nói: Thật ra lúc trước cháu không hiểu tại sao chú lại có tình cảm sâu đậm với Tam Nhi như vậy, nhưng từ sau khi cứu được lông xám, nhìn thấy nó dần hồi phục thì liền cảm thấy bản thân đã làm được chuyện đúng đắn nhất từ trước tới nay. Cha mẹ qua đời, để lại cháu một mình cô đơn. Nhưng từ khi gặp được lông xám thì cảm giác này đã vơi đi nhiều. Cháu đã nghĩ đợi sau khi vết thương của nó khỏi hẳn thì sẽ đưa nó về chăm sóc, xem như bạn đồng hành. Vương Thanh Hà trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, anh ta thấy Hoàng Nhị Mao đúng là thật lòng yêu thương khỉ lông xám. Tình cảm này không thể là giả được, vậy nên đắn đo hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng quyết định: Nhị Mao, cậu còn muốn học kỹ năng nuôi khỉ nữa không? Này, tức là chú đồng ý dạy cháu sao? Thấy Vương Thanh Hà gật đầu, Hoàng Nhị Mao mừng rỡ: Tất nhiên là muốn rồi ạ. Chú, mời chú dùng trà. Vương Thanh Hà tươi cười nhận ly trà bái sư của Hoàng Nhị Mao, uống một ngụm rồi lên tiếng: Lúc trước không muốn dạy cậu kỹ năng này là vì khi đó cậu chỉ vì mục đích kiếm tiền nên học. Còn bây giờ thấy cậu có vẻ thật lòng thích lông xám, nên tôi sẽ truyền thụ cho cậu kỹ năng này. Đi theo tôi nào. Nói xong anh ta vẫy tay ra hiệu cho Hoàng Nhị Mao cùng tiến vào phòng ngủ. Hai người vừa tiến vào thì thấy được hai con khỉ đang chơi với nhau trong đó. Vương Thanh Hà trầm giọng nói với Tam Nhi: Tam Nhi, ra ngoài trước đi, để lông xám ở lại. Tam Nhi nhìn Vương Thanh Hà một cái, tựa như hiểu được ý của anh ta, nên quay sang phía khỉ lông xám, ra hiệu một hồi, như đang truyền đạt tin tức gì đó, rồi nó mới một mình rời khỏi phòng. Vương Thanh Hà cúi người, kéo một giường gỗ lớn từ gầm giường ra. Chắc là do nhiều năm không dùng tới, nên trên mặt giường có lớp bụi rất dày. Anh ta mở giường, lục lọi một hồi, rồi lấy ra một vật dạng dài được bọc trong miếng vải đỏ. Sau đó yêu cầu Hoàng Nhị Mao quỳ xuống trước mặt mình rồi nghiêm túc nói: Trước đó thì có một bí mật muốn cho cậu biết. Thực ra Tam Nhi không thần kỳ như lời đồn, nó nghe không hiểu tiếng người, mà toàn bộ đều dựa trên thuật điều khiển khỉ này. Hóa ra là vậy. Trong lòng Hoàng Nhị Mao có chút mong chờ. Thuật điều khiển khỉ này bắt nguồn từ cổ thuật. Ngàn năm trước,
Nó vốn được dùng trên chiến trường. Tổ tiên nhà tôi đã dùng nó để điều khiển mãnh thú chiến đấu với địch. Nhưng mà dù mãnh thú có mạnh tới đâu cũng không địch lại thiên quân vạn mã vây công. Qua nhiều năm, truyền nhân của thuật này càng ngày càng ít. Về sau kỹ thuật bị mai một dần, không còn điều khiển được những loại thú lớn nữa. Bây giờ đã lưu lạc tới nỗi phải làm nghệ sĩ lưu lạc trong dân gian. Tới đời của tôi thì lại càng không được như trước. Vương Thanh Hà không khỏi thở dài. Hoài Nhị Mao thấy sắc mặt Vương Thanh Hà rầu rĩ thì vội an ủi. Ê, chú đừng quá buồn. Đồ tốt từ thời tổ tông để lại, chỉ cần có người kế thừa thì cháu tin là sẽ có ngày có thể vực dậy được thôi. Vương Thanh Hà chỉ cười khổ, lắc đầu nói. Khó lắm. Cổ thuật truyền tới đời tôi chỉ còn lại một trong 12 thuật. Từ quan hệ chủ tớ, bây giờ đã xuống tới quan hệ đồng minh. Nhưng đây cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất thì chúng ta vẫn có người bạn đồng hành trung thành, ở cạnh. Không cần lo lắng nó sẽ hại chúng ta, cũng không cần lo lắng bị tính kế, giống như tôi với Tàm Nhi vậy. Thì ra là như vậy. Cuối cùng thì Hoàng Nhị Mao cũng hiểu được vì sao quan hệ giữa Vương Thanh Hà và Tam Nhi lại gắn bó tới vậy rồi. Sau khi ký kết khế ước đồng minh này, Lồng Xám sẽ trở thành người gần gũi nhất của cậu. Dù cho cậu nghĩ gì thì từ giờ này trở đi, vận mệnh của hai bên sẽ bị trói buộc với nhau. Nếu cậu hoặc nó gặp nạn thì người kia cũng sẽ bị y như vậy. Hoàng Nhị Mao, tôi hỏi lại một lần nữa, cậu có chấp nhận không? Từng câu từng chữ của Vương Thanh Hà như sức nặng ngàn cân đè lên Hoàng Nhị Mao. Điều này làm gã có dự cảm không tốt. Thế nhưng nghĩ lại, không phải gã làm tất cả mọi chuyện chỉ là chờ khoảnh khắc này thôi sao? Đoạn Hoàng Nhị Mao khẳng định, cháu chấp nhận. Được, vậy tôi cần cậu nhỏ một giọt tâm huyết. Khi giọt máu này hòa vào tim của Lông Xám thì chứng minh rằng khế ước đồng minh đã hình thành. Đây chính là thuật điều khiển khỉ mà tôi đã nói. Vương Thanh Hà nói xong thì lật mở miếng vải đang che đồ vật kia ra. Vào lúc miếng vải mở ra, Hoàng Nhị Mao tựa hồ cảm nhận được tiếng gào thét như có như không. Bầu không khí lúc này trầm xuống, phảng phất mùi máu tươi. Đợi tới khi ngẩng đầu lên, gã mới thấy rõ vật kia. Đó là một cây đùi dài chừng một thước đen nhánh. Dưới ánh mặt trời, những hoa văn khó hiểu trên thân dùi phát ra ánh sáng đỏ ghê người, kéo dài từ đầu cho tới chuôi, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Vương Thanh Hà không nhiều lời, lập tức xốc áo của Hoàng Nhị Mao lên rồi đâm dùi về phía ngực gã. Hoàng Nhị Mao chỉ cảm thấy ngực mình hơi nhói lên, tuy không tới mức đau thấu xương nhưng lại có cảm giác rất kỳ lạ. Khi cúi đầu nhìn, gã thấy mũi dùi chỉ đâm vào một chút thì lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. May không phải do chú Vương muốn hại gã. Đúng lúc này hoa văn trên chiếc dùi lóe lên, sau đó chợt tắt, nhưng hồng quang dư lại vẫn không khỏi khiến người ta tê dại. Hoàng Nhị Mao hoảng sợ nhưng không dám động đậy, gã chỉ có thể nhìn về phía Vương Thanh Hà để cầu cứu. Người kia đáp trả gã bằng ánh mắt trấn an. Đợi sau khi hoa văn sáng lên lần nữa, Vương Thanh Hà nhanh tay rút dùi ra. Hoàng Nhị Mao sợ hãi sờ ngực mình, thế mà lại phát hiện da thịt ở ngực không hề bị thương tích gì. Vương Thanh Hà cũng không thèm để ý tới Hoàng Nhị Mao, anh ta vẫy tay gọi Lông Xám qua. Đứa nhóc này dường như còn biết được tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, nên trông nó bình tĩnh hơn Hoàng Nhị Mao nhiều. Vương Thanh Hà mỉm cười, xoa đầu nó, sau đó đâm vào ngực nó. Trên gương mặt Lông Xám thoáng hiện lên nét đau khổ, nhưng rồi lập tức trở về như bình thường. Lúc này Vương Thanh Hà cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Hoàng Nhị Mao không nghe rõ nên chỉ chắc là chú ngữ gì. Sau khi Vương Thanh Hà lẩm bẩm một hồi, ánh sáng trên dùi dần tối lại. Quá trình này trôi qua trong vòng một nén nhang. Đợi tới khi ánh sáng hoàn toàn biến mất thì Vương Thanh Hà mới thu tay về, cả người đứng không vững, vẻ mặt trắng bệch, đi như bị rút hết sức lực. Cùng lúc đó, Hoàng Nhị Mao nhận ra cảm giác của mình có hơi thay đổi.
gã theo bản năng nhìn về phía lồng xám. Dường như hai bên được trói buộc với nhau bằng huyết mạch tương liên. Lồng xám cứ như đã trở thành một phần của cơ thể gã. Chỉ cần gã nghĩ trong ý thức là đã hoàn toàn khống chế được hành động của lồng xám. Tới tận bây giờ, Hoàng Nhị Mao mới hoàn toàn hiểu hết được ý nghĩa trong lời nói của Vương Thanh Hà, bí ẩn đằng sau những màn biểu diễn thần kỳ kia. Thuật khống chế này quả là không hề tầm thường. Được rồi, cậu đưa lồng xám về đi. Vương Thanh Hà ngồi nghỉ một lúc thì sắc mặt mới tốt lên được một chút. Sau khi về, nhớ phải dạy dỗ lồng xám cho tốt. Còn họ ở đây thì dù cậu đi tới đâu cũng không phải lo thiếu cơm ăn áo mặc nữa. Hoàng Nhị Mao cảm kích, dập đầu ba cái để tỏ lòng biết ơn với Vương Thanh Hà, rồi để lông xám ngồi lên vai mình, rời đi. Chỉ là ở một góc mà Vương Thanh Hà không thấy được, trong mắt gã hiện lên sự khinh bỉ. Mấy tháng gần đây, nhà họ Hồ ở thành Tây luôn gặp phải những chuyện kỳ lạ. Cứ cách 7-8 ngày là tiền bạc trong nhà lại bị trộm mất. Tuy rằng số lượng mỗi lần không lớn, nhưng kế toán vẫn có thể từ sổ sách mà tra ra được. Hồ gia là ai cơ chứ? Gia đình có tiếng tăm nhất ở Ngô Thành này. Hơn nữa bọn họ còn có những bí mật mà không phải người bình thường có thể đụng tới. Vậy mà bây giờ có kẻ dám ngang nhiên xúc phạm, hơn nữa còn không chỉ dừng lại ở một lần. Đây rõ ràng là đang để lại vết nhơ trên danh dự của nhà bọn họ. Hồ gia nổi giận, đội tiếp quản an ninh ở Ngô Thành liền gặp xui xẻo. Vì để bắt được tên trộm vô ảnh vô tung này, đội trưởng đội an ninh đã đích thân ra trận. Ngoài ra còn đem theo hơn 10 đội viên cùng canh giữ bên ngoài phòng kế toán của Hồ gia trong vòng nửa tháng. Cho tới tận tối qua, bọn họ mới được tận mắt thấy tên trộm trong truyền thuyết là một con khỉ. Ở Ngô Thành này, ai là người giỏi sai khiến khỉ nhất, không ai không biết đấy là Vương Thanh Hà ở trấn Phượng Hoàng, là người có tiếng tăm nhất và nuôi được con khỉ con linh tính nhất. Vậy là đội trưởng đội bảo vệ đã nhanh chóng phá được vụ án này. Anh Nhị Mao, không hay rồi. Người kia vội đẩy cửa lớn vào nhà Hoàng Nhị Mao ra, thì phát hiện trong nhà tràn ngập khói thuốc. Lúc này Hoàng Nhị Mao và lông xám đang nằm trên giường. Trong tay một người một khỉ là tẩu thuốc lá. Cả hai hút tới mức không biết trời trăng mây gió là gì. Tên đàn em vội đóng cửa lại, sau đó đi tới giật đi tẩu thuốc trên tay Hoàng Nhị Mao, rít mạnh hai hơi, rồi nói. Không ổn rồi anh, hồi nãy đi qua chợ Phượng Hoàng, em có thấy Vương Thanh Hà bị người của đội an ninh dẫn đi rồi. Bắt thì bắt thôi, đưa đây, còn chưa đã thèm nữa. Hoàng Nhị Mao mơ hồ nói, giật lại tẩu thuốc lá, còn chưa đưa lên tới miệng, gã đột nhiên ngồi bật dậy. Cậu nói gì cơ? Vương Thanh Hà bị bắt? Sao lại bị bắt? Người kia ra hiệu cho Hoàng Nhị Mao bè bé cái miệng lại, rồi mới trầm giọng kể. Anh nói xem, còn không phải là do chuyện chúng ta gây ra. Em đã nói Hồ gia ở thành Tây kia không dễ đụng vào đâu, vậy mà anh không tin, cứ nhất quyết muốn trộm hết một lượt các hộ nhà giàu ở bên đấy cơ. Giờ thì có chuyện rồi. Em nghe bảo đội trưởng đội an ninh mai phục ở Hồ gia nửa tháng, đợi tới lúc chín muồi thì mới bắt người đấy. Xong rồi, nhất định là lông xám bị bọn họ phát hiện. Hoàng Nhị Mao kinh hãi, tẩu thuốc trong tay rơi xuống đất. Thì ra Hoàng Nhị Mao muốn bái sư học nghệ chỉ là viện cớ. Muốn loại người như hắn ra đường bán nghệ kiếm tiền thì chẳng khác gì người si nói mộng. Vốn dĩ gã muốn học thuật điều khiển khỉ là vì muốn trộm tiền. Gã đã tra xét qua, phòng chứa tiền của các hộ gia đình đều có hàng rào sắt, người không thể nào vào được. Nhưng động vật nhỏ thì khác. Thấy Vương Thành Hà có thể nuôi được con khỉ lý tính như vậy, gã liền tìm mọi cách để học được, nhằm mục đích cho khỉ đi trộm tiền. Đáng tiếc, lần đầu xuất trận đã bị từ chối phũ phàng. Vậy là gã nghĩ ra khổ nhục kế để người khác bắt một con khỉ rồi cho chó săn cắn nó. Sau đó tự mình mang tới nhà họ Vương cầu cứu. Thế là có câu chuyện sau đó, lừa học được thuật điều khiển. Việc dạy dỗ khỉ đi trộm cũng thuận lợi hơn nhiều. Mấy tháng nay, những hộ gia đình giàu có ở thành Tây đều đã bị lông xám ghé thăm. Tiền tài trộm được đều bị gã và đồng bọn dùng để tiêu xài hết.
Vốn tưởng rằng cuộc sống sau này sẽ luôn được thoải mái như vậy. Thế mà không ngờ đại họa ập tới. Hoàng Nhị Mao càng nghĩ càng giận. Mẹ nó, Hồ gia có tiền như vậy, chúng ta chỉ dựa hơi mà hưởng ké chút ít. Cần so đo tính toán tới vậy sao? Lại tử, giờ chúng ta phải làm gì đây? Người kia trầm ngâm hồi lâu rồi nói. May là lần này có Vương Thanh Hà làm kẻ chết thay. Nếu không thì hai chúng ta khó lòng thoát được. Thế nhưng vẫn chưa an toàn đâu. Chỉ sợ Vương Thanh Hà sẽ khai ra anh mất. Bởi vì bây giờ anh là truyền nhân duy nhất của ông ta. Chỉ có một cách thôi. Đó là xử lý lồng sáng trước. Vậy thì dù đội an ninh có tới cũng không có vật chứng. Anh chỉ cần sống chết không nhận thì sẽ không sao đâu. Đợi sau khi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ đổi địa bàn qua thành Nam, hẳn là sẽ ổn thỏa. Hoàng Nhị Mao thấy cách này khá hợp lý, quay đầu nhìn lông xám, trông nó vẫn còn hưởng thụ lắm, rít một hơi dài, dáng vẻ nhàn nhã. Đúng là chủ nào tới nấy, ông đây còn đang lo mà trông nó lại tận hưởng như vậy. Hoàng Nhị Mao không nhịn được tức giận, đá nó một cái từ trên giường lăn xuống đất. Lông xám kêu lên một tiếng thảm thiết, oan ức nhìn chủ mình. Không hiểu sao hồi nãy còn vui vẻ mà giờ đã đối xử với nó như vậy. Hoàng Nhị Mao bị nó nhìn chằm chằm như vậy thì càng khó chịu, quay đầu nói với tên kia. Ném nó đi xa chút, đừng để nó tìm được đường về, không thì phiền phức lắm. Lại tử đáp vâng một tiếng rồi nhấc lông xám lên đi ra cửa. Đêm đó, Hoàng Nhị Mao và Lại tử cầm tẩu thuốc nằm nghênh ngang trên giường. Bọn họ trông nhàn nhã như vậy là vì chập tối nay đã có tin tức. Nói Vương Thanh Hà không chịu nổi trọng hình mà nhận tội rồi, thừa nhận chính mình là người đã trộm tiền của các hộ gia đình giàu có ở thành Tây. Lồng xám cũng đã được xử lý, nên giờ có tra thế nào thì cũng sẽ không tra ra bọn họ được. Nhưng trong lòng Hoàng Nhị Mao vẫn có chút thấp thỏm không yên. Sau khi rít mạnh vài hơi, gã thuận miệng hỏi. Lại tự, cậu đem lồng xám đi đâu rồi? Ấp úng một hồi, Lại tử mới đáp. Em nói anh đừng giận nhé. Em bán nó rồi. Bán rồi? Bán đi cũng tốt. Còn tiền thì sao? Hoàng Nhị Mao gật đầu, chia tay ra trước mặt Lại tử. Gã kia cười gượng. Em tiêu sạch vào Kim Tước Lan rồi. Hay đấy nhỉ? Mẹ nó, mọc đủ lông cánh rồi. Nên đi Kim Tước Lan chơi gái cũng không gọi anh đây. Hoàng Nhị Mao đạp gã một đạp, còn cười chế giễu gã vài câu. Đột nhiên vẻ mặt Hoàng Nhị Mao thay đổi. Này, cậu bán nó cho ai? Bán cho nhà Vương Ngọc Thạch ở thành Nam rồi. Thiếu gia nhà đó thích ăn ốc khỉ, vậy nên bán được giá lắm. Cái gì cơ? Hoàng Nhị Mao như nhớ ra một chuyện quan trọng, tay gã run lên, cả người bật dậy. Đúng lúc này, gã chỉ cảm thấy hộp sọ mình như muốn nổ tung. Tiếp đó như có thứ gì đang khuấy mạnh trong não, cả người co giật một hồi rồi mềm nhũn đi. Vào khoảnh khắc cuối cùng, bên tai gã mơ hồ vang lên tiếng nói. Sau khi kế khế ước đồng minh, vận mệnh sẽ được gắn với nhau. Người kia gặp họa, vậy thì người còn lại cũng không thoát được. Ngô Thành, nơi lưu truyền rất nhiều truyền thuyết, trong đêm đó bỗng nhiên xuất hiện thêm hai câu chuyện quỷ dị nữa. Chuyện thứ nhất kể, đêm đó một cậu trai họ Hoàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tình cảnh trông rất thảm, gã giống như bị người đập nát sọ, moi đi toàn bộ óc bên trong, thật giống những con khỉ bị ăn mất não. Còn câu chuyện khác kể về những gì xảy ra trong ngục giam của đội an ninh Ngô Thành, phạm nhân họ Vương cứ thế biến mất trước mắt bao người, khiến bọn họ không thể tin được. Nhiều năm sau, một nghệ sĩ xuất chúng ra mắt ở một thành phố khác. Bản thân ông rất kiệm lời, nhưng con khỉ mà ông nuôi có thể hiểu được ngôn ngữ tứ phương. Khi có người hỏi tên ông, người kia chỉ đáp lại vỏn vẹn ba chữ: người nuôi khỉ. Kết thúc câu chuyện lần này, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập truyện sau.